Lộc Chí Tôn xin chào cả nhà. Hôm nay là Lộc đến chợ Cống Đồn nữa nha cả nhà, dưới chân núi Sam. Và hôm nay cũng là ngày lễ tắm bà luôn nha cả nhà, ngày lễ rước rượu bà. Và Lộc sẽ quay cái chợ Cống Đồn lần nữa nha cả nhà. Và ấp Vĩnh Khánh là trên con kênh Vĩnh Tế luôn nha cả nhà. Chợ Cống Đồn nằm trên con kênh Vĩnh Tế nha cả nhà. Và đây là chợ Cống Đồn nha cả nhà. Đây là chợ Cống Đồn của dưới chân núi Sam nha cả nhà. Giờ này bắt đầu cô bác dọn ra nha nha. Rau củ quả chợ Cống Đồn. Những gian hàng rau rau núi. Qua mình đi hơi trễ, bữa nay đi sớm thì nó hoành tráng hơn nha các bạn, rất là đông. Vô quay sớm chợ Cống Đồn. Hôm qua thì mình đi lối kia thì chỉ là phía ngoài thôi nha. Hôm nay mình đi phía trong này. Rau củ quả rồi cá kìa. Nhà dạo quanh hết cho cả nhà xem cái chợ Cống Đồn nha cả nhà. À, phía sau chợ là những gian hàng cá, gà, vịt này kia đủ thứ nha cả nhà. Rồi tiếp tới là tiếp đến đó là rau củ quả lại nha cả nhà. Qua luôn ở gian hàng rau củ quả luôn nha cả nhà, rất là đông tầm tráng luôn cả nhà. Phía sau trên đó nữa. Đúng là đi sớm thì nhộn nhịp hơn nha các nhà. Rồi mình trở ra đường lại là mình đã vào hết một vòng của chợ Cống Đồn. Thì hôm qua mình cũng có quay ở phía ngoài này rồi nha các nhà. Là những cái gian hàng hôm qua. Tôi chào
Rồi sớm thì nó nhộn nhịp hơn nha cả nhà. Hôm qua quay buổi trưa thì không có khách. Nhiều chục vậy con? Chục năm chục ngàn thêm cho hai trái ngay. Chục năm chục ngàn thêm cho hai trái chục ngàn. 35 ngàn con. Quay trâu vậy không? Dạ. Sáng cụ ăn bắp là chắc luôn hả cậu? Dạ. Hôm qua đi trễ bà con không có đông. Bữa nay đông lắm. Bữa nay qua vừa Mỹ qua. Dạ. Bà ra bữa nay ta đi rước bà đó. Dạ. Đông lắm. Bữa nay bắt đầu từ bảy ba giờ cứ qua kia. Vừa trong ngõ đó, vừa học trường châu Âu đó. Dạ. Đông người lắm. Dạ dạ. Khoảng 12 giờ bắt đầu công an. Thì. Dạ. Thì bữa nay con mới tranh thủ đi sớm nè. Dạ. Rồi mình quay lại nha cả nhà, quay lại lần nữa. Hôm qua thì đi sớm, đi trễ quá thì không có khách. Hôm qua đi trễ quá không có khách, bữa nay quay sớm. Cái quan trọng là mộc mạc chợ quê. Đi sớm thì rất là nhộn nhịp nha cả nhà. Hôm qua đi trễ thì không nhộn nhịp, bữa nay rất là nhộn nhịp. Ở đây làm gì đây? Chụp hình ba ngày cái gì? Chỗ này chú. Dạ. Được ghi số luôn đây. Dạ. À, bột cháo. Chiên chiên bánh cam đủ thứ hết, ta bán đủ thứ, bún bánh hỏi bánh nướng chú số đi chú. Dạ. Buôn tắm đi chút mua chút mua. Dạ. Đâu số gì đâu? 7106. Rồi bán cùi nào hả? Cái bán, nào bán nào? Cái nào cũng bán hết á. Nhưng mà thích cho ba người này cái nào? Hai thứ đi. Thứ một tấm đi. Rồi, thứ một tấm luôn. Muốn gì đi cho nó chất ăn để ngon, một tấm lấy một tấm không trúng cái mơ mốt trời bà hai bà lấy không trúng. Tấm trúng bà không đưa. Dạ. Rút 20. Để vô 2 tấm. Dạ. Rồi cảm ơn. Rồi sáng giờ bán đắt không? Dạ, con đi bỏ mối không à. À, đi bỏ mối không hả? Dạ, bỏ cho mấy bà này bán nè, bỏ cơm rượu. À, bỏ mối cơm rượu ha. Dạ. Dạ.
giờ này là chưa ồ ạt lắm ha, chút xíu nó mới mới đông hả? Lát mới đông. Dạ. Quay heo quá. Quay cho mấy cho bạn có heo cho nó 150 ký. Và Lộc đang đứng ở trên đỉnh núi Bà nha cả nhà. Và quay con đường thẳng tắp đó là con đường đi ra Châu Đốc. Và mình quay xuống cái hướng cáp treo nè cả nhà. Đây là cáp treo. Và mình quay ngược lại là nguyên một cái khối ở Châu Đốc nha cả nhà.